đâu ai ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ. Biết đâu bất ngờ một ngày đau đớn như ý thơ. Ước mong anh về lại từ nắng chiều lên ngày mai. Ai ngờ trái gió đưa anh về nơi sớm mai. Có những lúc bên anh không buồn, lắm lúc hờn ghen. Trong mối tình mơ mà cứ bài này mình sẽ có hợp âm pha trưởng là ký hiệu là chữ F. Thì mình sẽ có hai cách bấm. Cách thứ nhất là mình sẽ dùng ngón trỏ mình đè cùng một lúc dây 1, dây 2 của ngăn thứ nhất nè. Rồi, những ngón còn lại đặt ở đây và dây bass sẽ là dây số 4. Đó, cách thứ hai thì mình có thể chặn ha. Mình sẽ dùng ngón trỏ đè cùng một lúc 6 dây của ngăn thứ nhất và những ngón này đặt ở đây. Các bạn xem cái hình minh họa Dung để trên màn hình nha. Và nếu mà các bạn bấm được pha chặn thì các bạn có thể sử dụng dây bass là dây 6. Tiếp theo là hợp âm pha thứ. Thì hợp âm pha thứ mình cũng sử dụng hợp âm chặn. Các bạn chỉ cần buông ngón giữa này ra. Đó là thành hợp âm pha thứ. Mình có thể dùng ngón giữa mình đè phụ vô với ngón trỏ nè. Nếu mà bạn nào mình không chặn được thì đối với cái hợp âm pha thứ này các bạn có thể bấm nè. Ngón trỏ ở dây trên cùng của ngăn thứ nhất. Rồi ba ngón còn lại đặt ở dây 3, 2, 1 của ngăn thứ nhất luôn. Thì lúc này các bạn sẽ không có chạm vào dây 4, dây 5 ha. Mình chỉ đánh là dây 6 và 3, 2, 1 thôi. Tiếp theo là âm mi thứ EM, dây bass là dây 6. La thứ AM, dây bass là dây 5. Rê thứ DM, dây bass là dây 4. Son trưởng chữ G, dây bass là dây số 6. La 7, A7, dây bass là dây 5. Đô trưởng, dây bass là dây số 5. Và ở trong bài này thì cái phần điệp khúc á được hát ở đầu tiên đề ba vô bài á, thì cái phần này các bạn có thể rải đơn giản là bát ba hai một, bát ba hai một, bát ba hai một. Còn hợp âm nào mà nói chuyện nhanh qua hợp âm khác á thì các bạn sẽ đánh bát ba hai thôi. Cụ thể nó sẽ là câu nắng chiếu lên ngày mai, ai ngờ ngang trái gió đưa anh về nơi sớm mai. Những hợp âm của cái câu đó các bạn sẽ rải bát ba hai, bát ba hai như thế này. Bát ba hai, bát ba hai. Rồi Dung vào cô hát nha. Có đâu ai ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ. Biết đâu bất ngờ một ngày đau đớn như ý thơ. Ước mong anh về lại từ nắng chiều lên ngày mai. Ai ngờ ngàn trái gió đưa anh về nơi sớm mai. Rồi đến đoạn tiếp theo thì các bạn sử dụng công thức rất là đơn giản là móc, đập, móc, nghỉ, đập. Thì những cái móc ở đây là mình sẽ móc 4 dây bao gồm dây bass và 3, 2, 1 cùng lúc. Các bạn nhớ là dây bass thì sẽ tương ứng với từng hợp âm nhé. Như pha này thì dây bass là dây 4, giống cái phần hợp âm hồi nãy Dung đọc á. Rồi sau đó đập vào dây như thế này. Các bạn có thể co tay lại xong mình đập vào dây như thế này ha. Móc, đập, móc, nghỉ, đập. Móc, đập, móc, nghỉ, đập. Rồi mình chuyển hợp âm. Đến cái hợp âm mà nó chuyển nhanh qua hợp âm khác á, cụ thể là cái câu có bao người thấy nhau đã là duyên lắm rồi, trái đất xoay vòng gặp ai. Đó, những hợp âm câu đó các bạn sẽ chia đôi cái công thức này ra. Hợp âm nào đứng trước các bạn sẽ đánh là móc. Mình sẽ ngắt ở ngay tại cái đập, sau đó mình chuyển qua hợp âm tiếp theo, mình đánh cái đuôi còn lại. Móc, nghỉ, đập. Rồi các bạn quan sát lại nha. Móc, đập, móc, nghỉ, đập. Móc, đập, móc, đập.
Rồi, còn những hợp âm kia thì đánh đầy đủ công thức ha. Mình vào câu hát nha, và hợp âm pha chưởng ở đầu bài á thì các bạn sẽ đánh là móc, đập, xong rồi mình mới bắt đầu mình hát nha. Đến đoạn này thì mình tiếp tục sử dụng công thức đó cũng được, hoặc là mình lại thay đổi một xíu nghe cho nó phong phú hơn. Mình có thể thay đổi là móc móc đập móc móc đập. Đó, đến vị trí hợp âm nào mà nó chuyển nhanh qua hợp âm khác, mình cũng chia công thức cho hai hợp âm và cũng ngắt ngay tại cái đập nha. Móc móc đập móc. Hoặc là các bạn tiếp tục sử dụng cái công thức như trên để mình rải cho đoạn này cũng được ha. Và vì sao lại thế anh? Vì sao đành mất nhau? Vì sao bao nỗi đau cố hàn gắn nhưng chẳng bền lâu? Đọng lại trong nhau một tư nhớ để làm lại một bất ngờ. Ngắm thu qua chiều đông mong trăng mơ. Có đâu ai ngờ. Ok, tiếp theo đến đoạn điệp khúc. Đoạn điệp khúc thì mình sẽ có hai cách. Một là các bạn sẽ sử dụng điệu blue đơn giản, hai là mình sẽ quạt. Điệu blue thì mình sẽ đánh là bát móc đập móc đập móc. Thì cái móc ở trong điệu blue này là các bạn sẽ móc 3 dây dưới thôi ha. Đó, bát móc đập móc đập móc. Là điệu blue này thì mình tập ở rất là nhiều clip rồi. Bát móc đập móc. Đến cái câu làm nắng chiếu lên ngày mai ai ngờ ngang trái gió đưa anh về nơi, là những hợp âm nó chuyển nhanh qua nhau, thì các bạn sẽ đánh một nửa đầu của công thức thôi, nó sẽ là bát móc đập móc, rồi chuyển hợp âm cũng lại bát móc đập móc. Đó, nó sẽ nghe như thế này: bát móc đập móc, bát móc đập móc, bát móc đập móc. Rồi, ok, dùng vô câu hát nha. Có đâu ai ngờ cách thứ hai thì các bạn có thể quạt. Nếu mà mình quạt thì các bạn sử dụng hợp âm chặn ha. Xuống lên đập xuống lên xuống 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 lên. Xuống lên đập xuống lên xuống 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 lên. Các bạn quạt xuống trong cái vùng từ dây bát của mỗi hợp âm trở xuống. Xuống lên đập xuống lên xuống 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 lên. Rồi mình tăng tốc lên nè. Xuống lên đập xuống. Và vào với hợp âm á, mỗi hợp âm đánh một lần công thức, nhưng mà đến cái hợp âm nào nó chuyển nhanh qua hợp âm khác thì các bạn cũng chia công thức ha. Như son trưởng là chuyển nhanh qua la 7 thì mình sẽ ngắt ngay tại cái đập xuống lên đập rồi chuyển. Xuống lên đập xuống lên xuống 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 lên xuống lên đập xuống lên xuống 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 lên. Rồi bây giờ mình sẽ ghép công thức quạt vô các hợp âm ha. Xuống lên đập xuống lên xuống 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 lên xuống. Và như vậy Dung đã chia sẻ cho các bạn xong cái cách đánh của phần lyric thứ nhất và điệp khúc. Đến những phần lyric thứ hai và những cái lyric tiếp theo, các bạn lại lặp lại những cái công thức như nãy giờ mình tập ở trên luôn ha. Ok, như vậy hết clip rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo nhé. Bye bye.